thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu hồ sơ dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, tôi cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật theo tờ trình của Chính phủ và các cái nội dung liên quan đến cái báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Ngân sách để góp phần hoàn thiện dự thảo luật. Tôi xin tham gia một số nội dung như sau. Thứ nhất là về giải thích từ ngữ tại điều 4. Tại điểm A khoảng 28 điều 4 quy định, người có liên quan là tổ chức cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức cá nhân quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoảng này với tổ chức cá nhân ủy quyền. Các cá nhân được ủy quyền đại diện phần góp vốn của cùng một tổ chức với nhau. Quy định cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức cá nhân có thể được hiểu theo phạm vi rất rộng. Ủy quyền giao kết hợp đồng, ủy quyền tham gia tố tụng, ủy quyền tham dự họp, v.v. Cần quy định cụ thể ủy quyền đại diện trong trường hợp nào thì được xác định là người có liên quan. Với quy định hiện nay của pháp luật như luật các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán thì việc xác định người có liên quan khá phức tạp. Do vậy, để nhất quán nên có quy định nêu rõ tổ chức tín dụng chỉ cần áp dụng luật tổ chức tín dụng trong tất cả các trường hợp xác định người có liên quan, kể cả đối với các nghĩa vụ mà tổ chức tín dụng thực hiện với tư cách công ty đại chúng theo luật chứng khoán. Theo quy định của pháp luật nói chung về sự kiện bất khả kháng được quy định tại Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự và luật tổ chức tín dụng nói riêng chưa có quy định cụ thể về trường hợp bất khả kháng áp dụng chung cho các trường hợp. Đề nghị bổ sung khái niệm trường hợp bất khả kháng. Luật tổ chức tín dụng nên được giải thích rõ ràng, tránh đa nghĩa, gồm các khái niệm về trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của công ty con nêu tại điểm D khoảng 30 điều 4, gián tiếp bổ nhiệm nêu tại điểm B khoảng 30 điều 4, đại diện theo ủy quyền tại điểm A khoảng 28 điều 4. Thứ hai, về bảo mật thông tin tại Điều 14, tôi tán thành với các ý kiến của đại biểu Nghĩa Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị bổ sung trường hợp được cấp thông tin của khách hàng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật vào Điều 14 khoảng 3. Ví dụ, trường hợp khách hàng chết, mất năng lực hành vi dân sự, người thừa kế đến để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc pháp luật yêu cầu ngân hàng phải thực hiện báo cáo định kỳ. Như vậy, đề nghị là quy định những trường hợp nào thì được cung cấp thông tin của khách hàng một cách rõ nét trong dự thảo luật. Thứ ba, về quyền của cổ đông phổ thông tại khoảng 5 điều 53, xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Với quy định của dự thảo luật có thể hiểu rằng cổ đông có quyền yêu cầu xem tên, địa chỉ không chỉ của mình mà của cả các cổ đông khác. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin, đề xuất sửa thành, cổ đông phổ thông được quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Về thứ tư, Điều 50 tiêu chuẩn điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng tại khoản 2. Thành viên độc lập của hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn điều kiện quy định tại khoản 1 điều này và các tiêu chuẩn điều kiện sau. Điểm D. Không phải là người quản lý thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm liền kề trước đó. Điều 50 khoản 2 điểm D dự thảo được hiểu rằng thành viên độc lập chỉ được bầu tối đa một nhiệm kỳ là chưa thống nhất với luật doanh nghiệp, đồng thời dẫn đến việc tổ chức tín dụng liên tục phải bỏ nguồn lực để tìm kiếm ứng viên thành viên độc lập của hội đồng quản trị cho mỗi nhiệm kỳ. Đề nghị cơ quan soạn thảo giải đáp rõ về tiêu chuẩn điều kiện người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng chỉ cần áp dụng luật tổ chức tín dụng hay đồng thời phải áp dụng luật tổ chức tín luật doanh nghiệp, luật khác. Ở đây, cơ quan soạn thảo đang giải thích theo hướng ưu tiên áp dụng luật tổ chức tín dụng, được hiểu là tổ chức tín dụng được lựa chọn áp dụng thêm luật doanh nghiệp mà không bắt buộc phải áp dụng luật doanh nghiệp. Đề nghị quy định luật tổ chức tín dụng thống nhất với điều
152 khoản 2 luật doanh nghiệp như sau. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập của hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng không quá 2 nhiệm kỳ liên tục. Thứ năm, về chào bán và chuyển nhượng cổ phần tại điều 56. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc của tổ chức tín dụng không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Khoản 1, điều 55 dự thảo quy định, một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 3% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Như vậy, trường hợp thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc đã sở hữu trên 5% số vốn điều lệ trước thời điểm dự thảo luật này có hiệu lực, nhưng hiện tại điều 56 khoản 1 lại không cho các đối tượng này được quyền chuyển nhượng cổ phần hiện hữu, chuyển nhượng quyền cổ phần được thưởng, chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần khi tổ chức tín dụng phát hành thêm cổ phần mới trong thời gian đảm nhiệm chức vụ là chưa hợp lý, chưa có cơ chế để các đối tượng này tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định về thủ tục, cơ chế, hướng dẫn cho những đối tượng đã nêu được chuyển nhượng cổ phần mà mình sở hữu xuống dưới mức 3%, chuyển nhượng quyền nhận cổ phần được thưởng, quyền nhượng quyền chuyển quyền nhượng mua thêm cổ phần khi tổ chức tín dụng phát hành thêm cổ phần mới tại điều khoản chuyển tiếp của dự thảo luật. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.